Các con uống nước rồi nhỉ? Đây à, cháu ở bên kia. Con mới chuyển về kia. Ở cái điểm này là đây nhé. Vâng. Chỗ con nó nằm nhé. Vâng. Đây điểm của ông đây. À. Hai cái ông vừa tháo dưới rồi. Vừa có con đấy. Rồi. Rồi. Đấy mình làm. Em mẹ đi đun nước đi con. Thả ra. Cháu ơi. Con nước ơi. Cháu sắp xong chưa? Làm cho con ăn nhá. Vâng. Vâng. Ôi cháu. Thank you.
đỡ khó rồi nè. Đến thôi. Thank you.
cho ông. Ờ, ông làm gì đây? Ông đi thăm vườn keo. À dạ. Phát cho phát quang tí. Ông phát vườn keo đây ạ. À? Vâng. Vườn keo trong rộng quá nhỉ. Quá loa tí. Vâng. Ông sang con đúng nước rồi nhỉ? À, cháu ở bên kia. Ông mới chuyển về kia. Ờ thế à? Vâng. Vâng, đang khát nước. À thế thì sang con đúng nước luôn nhỉ? Vâng vâng, vâng. Đây, đi được. Đi ông ơi. Đi đường này à? Vâng ạ, đi đường này. Đây con mới chuyển về kia ông ạ. Ồ, đất rộng nhỉ. Chỗ này mà dùng ngô với để dùng có chăn nuôi tốt và bỏ quá con về đây cũng tiện lợi không ạ? Con lấy cái này phải làm gì đấy? Vâng, con lấy này về làm cái bếp không ạ? Ờ, cái này còn chắc còn nặng đấy nhỉ? Vâng, cái này nó tươi, nó vừa làm xong nặng lắm không ạ? Ờ. Vâng, họ cho mà. Vâng. Thì xin họ. Ông đi làm keo này cũng nhiều nhỉ? Ông trồng 10 hectare. À đấy ạ. Vâng. Vâng. Cháu để lâu dài phát triển được, cháu làm cái đường này. Vâng. Nói không? Đổ bê tông cháu ạ. Vâng. Đi lại có cháu đi học gì thế chẳng? Bây giờ đang khó khăn không ạ? Ờ. Vâng. Con cố gắng thôi. Đây nhà con đây rồi không? Vâng. Đất của cháu rộng không? Nhiều vâng. Đất không? Về đây họ cho mượn cũng rộng rãi làm thoải mái không ạ? Vâng. Vâng. Ô, chỗ này rộng rồi, đẹp nữa. Vâng. Chỗ này cháu phát trồng cái gì đấy? Mai cháu trồng ngô không ạ? Ồ, ngô mùa xuân. Vâng. Ở đây chỗ nước đảm bảo đấy nhỉ? Vâng, nước có nước nguồn này. Chưa mua được không ạ? Ờ. Vài hôm nữa con nuôi sau. Nuôi mấy con lợn vào không? Vâng. Đây chuồng lợn kia. Tắt hết trông ạ. Ông rửa chân tay vào nhà con uống nước. Vâng. Nước nguồn nước sạch này mát thế. Ông rửa tay đi, con mở cửa vào con uống nước. Vâng. Nước này đảm bảo đấy, nước này hơn nước lọc đấy. Nước này sạch đi không ạ? Ờ. Mấy ông vào nước. Ừ. Ừ. Ông vào đây ông ơi. Ờ, con nhường con rồi. Dạ. Con lấy nước uống. Tiện nghi khá là đảm bảo chưa? Ở đây cũng thoáng mát không ạ? Ờ, điện đó mới đủ nhỉ? Vâng. Kéo điện từ bên kia về được rồi. Vâng. Điện nhà ông chủ trước ông kéo, nhưng kéo hộ rồi ông kéo cho trước rồi. Thế có cháu làm đây à? Vâng, có mấy ông nữa ạ. Vâng, uống đi. Vâng. Có nước. Vâng. Có cháu ở đâu về đây rồi đấy? Một con ở trên tận Tháng B chuyển về đấy. Ông về xa lắm. Vâng. Ông về đấy cũng còn hoàng rồi. Vâng. Chưa bạn hết được rồi. Chưa bạn được rồi. Thế hai cái giường này. Vâng. Chết cái này có cháu chưa có để nằm à? Chưa ông ạ. Chưa được. Nhà con có mấy cháu? Con được hai cháu ông ạ. Hai cháu à? Vâng. Hai cháu đi học rồi. Ừ. Cháu đi học. Cái giường mới chuẩn đi về. Giường hai giường cái phản giường nằm như các cháu nằm đây. Vâng. Đây mới làm cho hai cháu nó về, nó đi học về nó nằm ở đấy nó nghỉ. Một đồng yên lắm đấy. Vâng. Mà ông cho cháu hai cái đệm về à, đấy nhé. Vâng. Cho con nó nằm nhé. Vâng. Một đồng yên lắm. Tốt quá. Ông vừa thay hai cái đệm còn mới đấy. À đấy ạ. Vâng. Vâng. Thế con cảm ơn ông. Ông tài trợ cho các cháu. Vâng. Đấy cái này con mới làm cho cháu nó cuối tuần nó đi học về. Nó vâng. Nghỉ nó nằm đấy. Ông nước đâu rồi? Vâng. Ông xin. Ờ, làm cái này là tí nữa theo ông về lấy, ông nói cho ông về nhà thôi. Vâng ạ. À. Đấy về đấy cho tối mai cho con các cháu nằm lạnh này. Vâng. Chết đấy, ôm chết đấy. Vâng, thế thì tốt quá. Vâng, con cảm ơn ông. Vâng, đi ông nhờ. Vâng, đi về nhà cháu nhá. Vâng. Đi về cho con nhá. Ô, con dao của ông đâu rồi? Đây này. Vâng, vâng. Tốt quá, may ông cho hai đệm. Đợi con tí, con quay lại, con đóng cái cửa đó. Ờ. Vâng ạ. Với ông về nhà ông đây. Vâng. Ông bên kia rồi, sắp đến rồi. À đấy ạ. Vâng. Thì được con lấy để về luôn nhá. Vâng ạ. Con xin con mang về luôn. Cái này mùa mưa là màu nó không trôi đâu nhỉ. Vâng. Đây thì nói. Đất nó cũng dưới đất. Thế sau là con trồng ngô là vừa thôi. Vâng. Đất này tốt lắm không ạ? Tốt. Đất này tốt rồi. Có cũng tốt đây này. Vâng. Có tốt. Ú, nó tốt đây. Cái này phát lại đi nhỉ. Vâng. Máy cày chứ là lấy họ, lấy máy họ. Máy cày à? Vâng. Vườn keo cho ông xung quanh này đẹp nhá. Đây cho ông keo từ đây lên mà. Ừ. Tất đằng kia ông nhỉ? Ừ, mấy hơn chủ hát à. Ông
ông ấy sắp đến nhà không chưa ông? Sắp đến rồi, nhà ông ở kia. À nhà ông kia à? Ừ, vâng. Cũng như dễ vào nhà ông rồi. À đây ạ. À. À, mày quá ông cho con hai cái đấy. To thế. Ô nhà làm từ năm 24 cái này 20 năm rồi cháu ạ. Hai tầng to thế. Ờ, ông cũng cố gắng là bán mấy hết à dừng. À đây nhà đây. À. Nhà ông rộng rãi quá nhỉ. Vâng. À, quán mát. Đây, cầu thang bên trên. Hôm nay cháu. Cầu thang lên tầng 2 ạ. Vâng. Cháu ở đây uống nước. Vâng, vâng. Nước cháu. Vâng, mời con xin. Đây điểm của ông đây. À. Hai cái ông vừa tháo dỡ cho vướng nhà chật chội quá. Con cháu dẹt một đồng dẹt cắm cắm này không có điểm mà đắp này. Ông cho hai cái điểm này vâng, vâng. Cháu ạ. Thế ông tốt quá, con cảm ơn ông nhá. Ông khổ các con vâng. Cháu. Vâng ạ. Có mấy ông nữa. Vâng, uống nước cháu. Nhà chết lắm, trời chết, ban đêm lạnh. Ông đi ngủ, vâng. Phải ngâm chân, rồi chân ra gối đệm. Nhất các cháu mang về vâng. Cái chỗ trang trại nước. Thế mọi con cảm ơn ông quá. Nơi nhà đây ông chỉ cho hai cái điểm. Vâng, vâng, vâng. Cái điều này con mới dùng được một năm đấy. À, dạ. Con mới mà. Vâng. Vâng, tốt mà, này tốt quá. Tốt quá, một năm chứ mà cao. Ui, thế này làm hai cái giường nhà con là quá vừa rồi. Vâng. Thôi quá ông ạ. Vâng. Mai ông kiếm cho mấy cái can. Vâng. Lên. Vâng. Dạ. Bây giờ con mang đi thế nào được? À ông có cái đoạn dây để cho con mượn hay cho con xin đoạn dây. Không, để vào tìm chân. Vâng. Để con đi đi. Đây dây đây. À đây ạ. Vâng. Ăn buộc hai cái là một đây là. Vâng để con lượng con buộc xem nó như thế nào nữa. Kim tiêu kiểu tiêu ba lô ấy. Đấy lưng. Vâng. 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 Đấy. Mày quá ông cho mày đấy. Quá tuyệt vời. Con dùng dây qua dưới đi. Đây. Nào. Dạ. Được chưa? Cho tàu lên vào. Ông buộc con đấy. Rồi. Ông buộc cho. À thế vừa đấy không ạ? Này khoác cái lưng là vừa đấy. Ừ. Một tầm này cho con đấy. Các con chịu khó làm ăn đấy. Pháp nương dùng rau dùng nhiều vào nhá. Vâng. Trời rét thì không có nước đâu đấy. Vâng. Thôi rồi con ạ. Vâng vâng. Ông buộc con đấy. Rồi rồi. Con thò tay vào đây. Nhanh lên, đứng dậy lên. Được rồi. Vâng. Thì con cảm ơn ông con về đây. Ờ, con về nhá. Vâng. Con nào ông chú cháu mình sẽ lên chơi. Vâng, nào con hẹn thời con nhá. Ờ. Con về đây ông ạ. Ờ. Ôi, ông đi mở cổng cho. Vâng, vâng, vâng. Thế ông bảo con cái cổng ấy. Cổng đi vướng đấy. Vâng. Vâng. Đấy, con vâng. Đi rồi. Con cảm ơn ông nhá. Ờ. Con về đây. Cả nhà nhớ vâng. Ông vào chơi. Vâng, con xin ông nhá. Vâng.
sợ. Em mong thích cưới trâu không? Để mẹ mua cho em một con trâu để em cưới. Đây trâu nhỏ đấy. Con chó nhà ai ấy. Đi nhanh con, đi nhanh con. Con vào nhà đi nhờ. Nhà con hộ bố á. Ừ, thích nhận cái này cho bố, ngoan quá nhỉ. Con gái ngoan quá, ừ, bố xin nhá. Để bố làm đây cho con đẹp kìa. Con thấy có đẹp không? Thế bố có giỏi không? Dạ. Rồi, làm đây. Rồi, xóc hộ mẹ mặt bánh nhá. Ốc ở đây hộ bố nhá. Xin nhá. Ờ thế con vặn lại bánh đi, bố không làm nhá. Con làm bánh tí cả nhà mình ăn nhỉ. Vâng. Một tí này đẹp chưa? Bánh bột màu đẹp thế. Bột bánh dính đây nè con. Mẹ nhìn nhìn cho cô. Một tí là màu lá cây, một tím đấy con. Lá nếp tím này, lá cơm nếp tím. Một đỏ là lá đỏ này. Thơm thế. Thêm một tí nữa thì sóc này. Một sóc khô mà. Đấy, được rồi, vừa. Cố bé ra như thế này. Đặt vo 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 vo. Đấy như thế này. Mẹ anh nhỏ cho con. Đấy xong rồi đưa ra đây. Đấy mẹ làm nhỏ lên này con. Đấy. Đây. Không bao giờ mới cho bánh để ăn. Mày nhanh nhanh vào chứ không đổ lắm rồi. Đấy đúng rồi nhé. Đấy nhiều bánh chưa. Nhỏ xíu cho con nó ăn nó đỡ ngấy. Mẹ không dán như dán hay là khi nào nó mới chín? Khi nào nó mới chín á? Tí nữa mình lặn xong này, xong rồi đun một nồi nước to lên này, xong nó sôi dùng sục xong mình thả vào thôi. Nó nổi lên là nó chín đấy con. Tí mẹ cho con xem nhá. Ô, nắng chiều sắp tắt nắng luôn. Để con lặn nhanh lên nhá. Vâng. Bố chờ tí sẽ được ăn bánh trôi. Bánh trôi này hay ngon đấy. Bánh trôi gấc này. Vừa đẹp và ngon. Như màu gấc ấy. Ăn sắp xong chưa? Xong rồi. Bóng nốt bước này nữa là xong. Xong rồi em nồi nước nhá. Ừ. Bố mình vô đây. Bố thì là bố dạy có biết xáo nhá. Bố biết xáo anh không? Thế thôi bố làm sinh vu đi. Bố làm sinh đùa à? Hôm sau bố làm sinh vu cho con gì? Mẹ bố làm sinh vu. Bố ơi hôm nào bố làm sinh đùa cây xoan này cho con nhá. Hôm nào bố làm cho nhá. Làm cho hai chị em về chơi nhá. Con chậm nhất rồi đấy. Hai mẹ con mình nấp công rồi nhỉ.
nhanh nhất nhá, đói lắm rồi. Thôi nặn này nắng cho ấm cho bột nó khô nhỉ. Vâng. Bột của chị Sáu ướt kìa, còn chưa khô mấy đâu. Phơi đây cho bột nó khô một tí. Đấy, mẹ làm một phát được hai cái này, nhìn thấy giỏi chưa? Chiu chiu chiu, đấy. Một lúc mẹ làm hai cái luôn. Nhìn mẹ làm này, đây này, đấy. Một phát hai cái luôn. Mẹ siêu không? Con biết làm không? Đúng mẹ không? Không biết làm à? Tết rồi mẹ làm bánh nhãn cho con nhé. Bánh nhãn tròn tròn như này này. Sắp hết rồi. Ôi trời, tay màu đỏ hết rồi. Đẹp quá. Tí đi rửa tay con. Bố sắp xong rồi nhá. Làm nhanh lên nhá. Mấy chị em nhá. Bố nhiều. Nhờ. Dám bảo mấy chị em nhờ. Em có tình cảm nhé. Bố nhanh lên đi, đun nước đi. Xong rồi này. Đun hộ một nồi nước to đi. Này, nhìn con nặn này. Con định nặn cái gì? Slime à? Con định biến nó thành slime à? Chết rồi, sắp tắt nắng ở đây này. Con này nhanh nhanh. Bột không khô được đấy. Bột nhão quá, tí nó nát đấy. À. Mẹ hồi chị Sóc nhá, con có làm cái kia nhá. Wow. Bột bên chị Sóc nhão quá. Mềm quá, chưa khô. Nhão lắm. Được rồi con, nặng đi. Bóng tối đấy. Em bóng sắp xong rồi đây này. Em bóng nhanh tê. Em bóng của mẹ làm nhanh tê. Ngày xưa mẹ học cô giáo dạy mẹ, mẹ thương mẹ chú nhớ. Các con nghe mẹ thì học thương không? Bánh trôi nước, cái này gọi là bánh trôi nước này, con nhớ chưa? Vâng. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chim với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ lắm, mà em vẫn giữ tấm lòng giòn hết rồi. Hay quá, hay quá, mẹ giỏi quá. Mai mẹ thấy con đọc thư giỏi đúng mẹ nhé. Xong rồi, còn một cái này nữa thôi. Thế hai chị em nặng nhá, mẹ đi đun nước nha con. Thế chú con chút nhỏ nữa xong rồi, hai chị em nặng mẹ đi đun nước nhá. Đun nước luộc bánh nhá. Cửa bếp có vào không? Ôi, đun nước ăn. Chắc chắn rồi. Hoa sao nó đẹp quá. Đẹp không? Ủa trồng cả hoa đây này. Này có con nhìn hoa này có đẹp không? Hoa này. Hoa mới đẹp thế nhỉ. Hai con thấy hoa nhà mình trồng có đẹp không? Hả? Đẹp nhỉ.
ơi. Ừ. Mai làm cửa đi để chuyển đồ ra bếp mới nhỉ? Ừ. Làm xong cửa thì chuyển. Ừ. Làm xong lão sợ mất đi. Tất xong rồi con ạ, tí nữa là xong rồi. Bỏ ra chỗ này thôi, bỏ thêm một cái bên đầu này đi. Hoa có đẹp không con? Đẹp kìa. Mai con lấy thì về trồng tiếp nhá. Đi theo đúng, em móc chơi gì đấy con? Chơi kịp cát à? Ôi, đẹp quá, uống nước ra. Chồng nghỉ đi. Mẹ con thả bánh đi. Đi, mình đi thả bánh đi con. Thả bánh thôi, nước thôi rồi. Ây da. Ông ơi, con rửa tay chưa? Thì bây giờ con hộ mẹ thả bánh vào đi. Ui dồi ôi, nước sôi sùng sục. Con có biết thả không? Thả. Con về đây giúp mẹ thả đi. Thả vào như này này. Đấy. Nhẹ thôi con, nhẹ thôi. Không có nó. Ừ. Cháu ơi, ừ. Sao lấy em một cái bát ra đây nhá. Để em có bánh chui. Lấy mâm không? Mâm đây rồi. Ừ. Một cái bát con. Bát con hay bát nhỏ? Trong để bát ở đây. Để đây nhá. Vâng. Ông đứng vô đây đỡ nóng con. Con lên lùi ra đi nóng lắm. Mẹ con rửa hoa xong rồi. Xong rồi hả con? Ừ. Xong rồi lên ngủ đi. Đi chơi hai chị em ra sân nhảy ô đi. Con thả bánh rồi. Thả bánh đi con rửa tay chưa? Con rửa rồi. Đấy ra đây thả. Thả bánh rồi. Chưa, sợ bếp mới có đỡ khói hơn không? Đỡ hơn tí. Đỡ hơn nhà. Khoáng hơn. Ừ. Thả nhẹ thôi con, thả nhẹ thôi. Ô của con cũng sắp nổi lên rồi kìa. Ừ, nhưng bánh của con hơi dính. Còn mấy cái thả nó đi sóc. Thôi hết rồi. Rồi con mang cái ra nào. Dạ. Mang ra ngoài mâm mẹ. Để mẹ đun bếp. Ừ. Con rửa không mệt nha. Ok, con gái làm đi, giỏi quá.
không mày? Ui dồi ôi, chín rồi. Xong rồi ông ơi. Vào đây xem nó nổi hết lên rồi đây này. Đâu ra đâu này. Đây vào đây mà xem này. Đâu? Mấy cho chín hả? Ừ. Nó nổi lên như này là chín này. Ừ, cái đấy chín rồi, nó chín quá. Ngon chưa? Sao con muốn? Hả? Sao con muốn? Nóng hay con? Để mẹ múc cho. Này của ai? Của con ít à? Cái bát nhiều để cho bố. Nhỉ? Bông hoa của con á, bố đưa mẹ nó tìm thấy ở đâu á con á. Không thể con múc rồi. Nóng hay con? Tí bỏng ấy. Con ra ngoài ấy, nóng đấy. Thế tí nữa cho con rắc dừa với cả cái hạt vừng kia với cả lạc nhá. Mẹ mang cái này ra đây cho chị sóc á. Đây. Chị sóc rắc cái gì thì rắc đi. Em không rắc dừa đâu. Em không ăn dừa. Ngon lắm. Em lấy thịt khác rồi, em lấy ăn này. Rồi, sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Được ăn okay. Đây, nước ngon đường đây. Đây. Ngon thế nhỉ? Ngon không? Ôi, bánh màu đây chứ nhỉ? Của em đây. Ngon quá. Xong rồi. Đây, của con đây, con ăn đi. Mời cả nhà nhá. Bánh này màu gì con biết màu gì không? Cám đúng rồi. Chị Sóc biết màu gì không? Chị Sóc biết màu này màu gì không? Màu tím thì đúng rồi. Bé bán lên xong. Mẹ ơi ngon nhỉ? Bé bán con thích ăn nào không? Có. Con bé bán lên được không? Nóng không? Không nóng không mà. Nào con về này, mẹ này làm cho con ăn nhá. Ngon nhiều bao nhiêu? Ngon ngon. 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 Ngon ăn đi con. Bây giờ không con. Ăn nhiều mà nhá, ăn hết nhá. Ăn hết rồi nào. Sóc đi con. Sắp tối rồi. Giờ mà chưa lại.
đẹp cho con. Bây giờ bố đố cho ba mẹ con nhá, nhà mình có phát hiện nhà mình có cái gì thêm không, mới không? À, có gì. Không có gì hả? Mới nhà bếp thôi. Nhà bếp á? Đây này, vào đây bố chỉ cho. Này ơi. Đây, 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 cái gì ông nhà ông ở bên kia ông tốt lắm, ông ấy không dùng đâu, ông cho nhà mình. Chợ đi, để đấy tí anh xem cho. Xong là đi về sớm mẹ anh ở nhà anh làm cái cửa bếp. Để chuyển ra bếp mới thôi. Con vợ đi về đi. Chợ đẹp nhỉ. Con đi về đi, chợ đi cho sớm để anh làm bếp.
Lo chị đố em tí. Em cảm ơn chị nhá. Chọn luôn ạ. Em xin.
ngon nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Tiểu.
Quay gọi người ta mua rau cho nó lúc dại ấy.
vừa làm xong à? Ôi trời mưa ơi. Vợ vừa về nhà mưa nhỉ? Mày thật. Có dính nữa đâu? Không. Đẹp không? Anh đúng gì rồi? Đang trong bếp mà to thế nhỉ? Mưa lớn nhất à? Anh về đâu? Về lên nhà nghỉ để em nấu cơm nhé. Đi nấu bún à? Ừ. Thôi nào ăn bún được. Đồ em, lấy một cốc. Anh ơi, bếp bị dột rồi. Ừ. Sao? Bị dột. À đấy à. Để mai nó nắng thì vít xi vào thôi. Là nó hết dột. Mai của em đi ít củ quá. Lấy một cốc. Cúi đây vợ ơi. Ủa, anh cứ để đây thôi. Nào, tôi lấy đâu lấy đấy thôi. Anh ơi. Ừ. Vác ra xương của em để em đi thái cà chua với anh. Ừ. Cho hai ba quả vào. Quả chua ngon thế. Hôm nay em còn ăn ở cây luôn ấy. Quả chua chín cây ngon lắm anh ạ. Ừ. Ờ, cho luôn nó đi đi. Vâng, lấy gia vị cho vào đây đi. Xong là cho nước vào hầm. Vâng. Ngon nhỉ, cà chua hôm nay bán hết không? Còn ít. Dạ, yeah, mang ít mang về ăn nhỉ.
Ôi, muốn ngon thế. Ăn đi vợ ơi. Ngon, bánh đậu xanh nhỉ, đậu xanh nhỉ.
4 cân rồi chị ơi. Một quả nữa là đủ 4 cân. Thank you.
mua cái gì mà nắm thứ đấy? Em mua cái, em thấy họ bán siêu đẹp đẹp, em mua giảm giá ấy. Mua để giải dương cái gì? 100.000 cái đấy. Anh vừa làm xong. Thế bậc à? Ừ, vừa làm thêm một bậc này để trẻ con về nó đi lại cho nó dễ. Quá nhỏ, vào trong nhà đi vợ ơi, và mặc áo ấm vào đi, hôm nay nặng quá, anh phải mặc thêm áo vest đây này. Vâng, em cũng chồng làm xong này cắm à? Làm xong rồi, làm xong mới ra làm bậc sân đấy. Và mặc áo ấm vào đi, áo vest vào đi, hôm nay nặng đấy. Vâng, không biết lắm à. Thống chất xong hết à? Xong rồi, đẹp không? Không rồi, đẹp thật. Mai xong mình làm một cái test, nó dẫn nước về đấy, làm bệ rửa mặt ở đấy nhỉ? Ừ. Nhà tắm ấm áp, sống theo gai ấm không? Ừ, đẹp hết nhỉ. Dọn giường rồi giải ra xem nào. Đi giải xem cái này. Được. Giải cái này trước. Mua 2 cái à? Một cái thì một con đẹp lắm. Dạ. Bỏ chiếu ra đi để mai dậy. Ừ. Để tặng đây nhé. Đẹp đấy. Kéo em không kia. À, nó có cái dây chun để giá nữa vào anh ạ. Ồ, đây này. Vừa nhé. Một pin. Ơi. Cái giá của. Đây, cái này của trẻ con này à? Ừ, em ăn rồi đây. Ừ, màu này bọn nó thích đấy nhỉ. Đúng rồi, để em chọn đấy, cho mát được cái đấy đấy. Ủa, đẹp thế. Ô, chuột Mickey. Nắm chuột thế. Chuột Mickey, bọn nó mới thích chứ. Con nó thích. Con vào trong kia đi. Cái giải đầu tiên xem nào. Xem bóng bướm. Ngôi sao của nó thích này. Chụp vào đây nhé. Chụp vào đây thích. Đây. Cái này kéo lên tí. Cuối tuần bọn trẻ con về chắc là sẽ là rất là vui. Vì có thảm mới, da mới. Bọc lên cái này nhìn đẹp nhỉ? Đẹp hẳn. Chưa hát đẹp. Quá đẹp. Đẹp đấy. Đẹp quá, mà rẻ chứ. Em thấy rẻ như em mua ấy. Tại sao thiếu ra cho gần bọn trẻ đi. Rồi đi lấy ăn bánh. Mua bánh nhỉ? Mua bánh nhỉ? Hôm nay bánh dày đỗ bán ngon lắm. Đấy. Đâu bỏ sang. Ăn này tí là nó sao được cơm nữa. Không nấu cơm nữa nhỉ? Non nấu cơm nữa nhỉ? Chính ngon, ngon cơm nữa. Ngon không anh? Ngon. Bánh đậu xanh nhỉ? Đỗ xanh nhỉ? Đỗ xanh ngon lắm. Có cả bánh rán. Bánh rán nữa. Bánh rán đôi lemon đấy. Ngon nhỉ? Ừ. Ăn đi nhỉ? Ăn đi. Em qua loại đấy. Anh kia loại nào anh ăn? Vâng đi mà ăn. Vâng. Ừ, ngon nhỉ? Vâng. Ngon. Chúng ta đừng đá luôn. Ừ. Cái gì đấy? Ừ. Trời mưa quá nhỉ? Ừ. Chúng ta đừng áo mưa không anh? Mưa, mưa, mưa tí anh che lại xong thì vừa về đấy. Cũng chiều còn nắng to ấy. Xong một lúc sau này mưa. Trời đang nắng lại mưa thất thường nhỉ. Thất thường giống như vợ ấy. Đang nắng lại mưa. Trời đang là trở lạnh nó chẳng mưa. Ừ. Lạnh quá phải lấy áo khoác vào đấy. Ừ. Vợ tí mặc áo rét vào cho nó lạnh.
mai đừng đến đây làm phiền vợ chồng anh nữa nhé. Em về đi. Thank you.
Dạ. Dạ. Thank you.
sao mẹ đến đây à? Không, em đi hái rau, rau của nhà em ở bên kia mà. Dạ. Chị nhà anh đâu anh? Ờ, nhà anh đi chợ. Vâng, em đi hái rau ở đồi rau của nhà em ở bên kia. Em tiện em qua em cho anh. Thôi đó, anh lấy đâu? Em, em mang về đi. Nhiều mà anh. Nhà em đội em lại đùn vợ anh á. À hôm nọ ừ. Là vô tình thôi mà anh, em có cố ý đâu. Thế vợ anh bảo về bảo em đùn vợ anh á. Không phải đâu. Thế á? Thì em đi về đây cơ. Tốt nhất là em về đi, em đừng đến đây làm phiền vợ chồng anh nữa nhá. Em cầm cái này về này. Thôi anh. Mai đừng đến đây làm phiền vợ chồng anh nữa nhá. Em về đi. Về đi. Đấy, ăn đi. Ừ. Thời tiết mùa này hay thật. Nhá.
nhà nhớ đội mũ vào nhá. Thank you.
Thank you.
Có con
cây. Anh lấy một cân luôn ạ. Có khi anh lấy đi. Cành rồi. Cành. Đây để tủ lạnh thoải mái. Chỗ này của em chắc cũng chỉ cân nó này hết. Tí thôi mới đủ. Cảm ơn anh nhá. Rồi, mai lại mua tiếp. Vâng.
không? Mình đợi chờ về không mẹ không? Lại chúng mình nhá. Chờ bán hết rau không? Hết rồi. Hôm nay nhà mưa không anh? Vừa trồng mấy núm rau vậy ạ? Thì leo rồi. Leo rồi. Leo rau cải đấy. Vâng. Mới sang cả đây nữa mà. Lẳng đẹp mà. Chúng ta đặt trứng đi nhá. Con ơi. Trứng ăn tương ớt được đấy nhỉ? Chưa mưa mà làm một lúc lại nắng xong lại mưa, nắng mưa thất thường. Thời tiết mùa này hay thật.